Nữ chính ngày hôm nay, doanh nhân Hà Nguyễn. Đặc biệt với nhan sắc này, với tài năng như vậy, tại vì sao đường tình duyên của mình còn lẻ bóng ạ? Nói chung là tại vì em muốn rằng là cái tình cảm của mình khi đặt cho một ai đó thì thực sự là họ trân trọng và họ trân quý bản thân của mình. Với cái tính chất công việc là kinh doanh thì chắc chắn là sẽ dành thời gian nhiều cho công việc hơn. Thì cái người mà họ quen mình và họ yêu mình thì họ phải hiểu được cái công việc của mình và tôn trọng cái công việc đó. Có nghĩa là khi quen một ai đó thì cả hai đều tôn trọng lẫn nhau. Nghĩ là em chưa tìm được người đàn ông như vậy. Dạ. Rất mong là ngày hôm nay chương trình Ăn Nhập Trái Tim sẽ tìm được cho em một phiên bản mà em cần. Em cảm ơn. Ngày hôm nay Hà Nguyễn không đến một mình. Chúng ta hãy cùng chào đón hội đồng người thân của Hà Nguyễn tại sân khấu Đăng Nhập Trái Tim. Xin mời. Quý vị, ngay bây giờ chúng ta cùng làm quen với hội đồng người thân của Hà Nguyễn. Dạ, xin mời cô. Đây là mẹ của Nguyễn Thị Thu Hà, tôi ở Đắk Nông. Mẹ hồi hộp không? Hồi hộp. Hồi hộp hơn con gái không? Hồi hộp con gái. Hơn con gái luôn hả? Không bao giờ lên sân khấu, bữa nay được lên sân khấu. Dạ. Hồi hộp. Cảm ơn mẹ rất nhiều, hy vọng rằng mẹ ngày hôm nay ha, đến đây nè, đặc biệt là bình tĩnh nha, tư vấn và đưa ra quyết định chọn chàng rể tương lai cho Hà Nguyễn. Xin mời em giới thiệu nào. Em tên là Tú ạ. Em là em họ của chị Hà. Con bạn nam? Dạ, em là Phùng Anh. Em là em họ của chị Hà, hiện đang làm ở Đà Nẵng. Nghĩa là Hà hôm nay mẹ thì từ Đắk Nông, em họ này từ Đà Nẵng vào. Còn ở đây? Dạ, em là sinh viên của trường Đại học Văn Lang ạ. Ở đây. Đó. Thưa quý vị, hội đồng của nhà gái ngày hôm nay là đầy đủ nha. Nào là phụ huynh có ha, rồi là hai người em, một trai một gái có luôn ha. Vậy thì ngày hôm nay để xem là họ sẽ giúp ích gì và mang lại những lời tư vấn và gợi ý như thế nào dành cho Hà Nguyễn trong chương trình Đăng Nhập Trái Tim. Thưa mẹ, mẹ ơi, với riêng bản thân mẹ thì mẹ nghĩ là một chàng rể tương lai đối với mẹ phải là một chàng rể như thế nào ạ? Mẹ cũng mong là cái chàng rể làm sao mà yêu thương đến vợ này, chu đáo cho vợ. Còn gì nữa không mẹ? Mẹ làm ăn giỏi. Làm ăn giỏi được luôn. Tại vì Hà Nguyễn đang là doanh nhân mà, phải không mẹ hả? Dạ. Vậy thì bây giờ Hiếu hỏi thêm hai người em họ của Hà Nguyễn. Mỗi một người cho anh Hiếu biết là ưu điểm của Hà Nguyễn là gì? Chị Hà là một người vui vẻ với lại là hòa đồng với lại mọi người. Luôn quan tâm sát sao đến mọi người và kể cả là em. Nghĩa là chẳng những vui vẻ, hòa đồng, quan tâm trong công việc của mình ở công ty mà còn là quan tâm các thành viên trong gia đình nữa. Dạ đúng không? Đó là một đức tính tốt thưa quý vị và các bạn. Cậu em trai, chị Hà có hay tâm sự với em không? Cũng ít thì anh ạ. Thật ra mà nói thì đến đây Hà Nguyễn, Hiếu muốn hỏi Hà Nguyễn thế này nè. Mỗi một người đều có một lý do khác nhau. Riêng Hà Nguyễn, lý do lên sóng truyền hình để tìm kiếm người yêu của mình, nó sâu xa hơn, đó là gì? Đối với công việc hiện tại của em thì cũng tiếp xúc với rất là nhiều người. Nhưng mà trên tinh thần là công việc thôi. Còn ngoài công việc ra là chỉ có đi về nhà thôi. Tự nhiên mình về nhà mình cô đơn. Chính xác. Thành ra là đôi khi mình cũng muốn là có một cái người nào đó để mình chia sẻ cái công việc hay cái sự áp lực hay là chia sẻ những cái điều mà mình mong muốn trong tương lai chẳng hạn. Thì mình lại không có cái người như vậy. Hiếu đồng cảm, tại vì rõ ràng cái người phụ nữ mà chúng ta giỏi giang trong việc kinh doanh á, thì khi mà về nhà với bốn bức tường á, điều cần thiết là một bờ vai để mình cân bằng cuộc sống lại. Ngay bây giờ, với những thông tin cơ bản từ người thân của Hà Nguyễn cùng Hà Nguyễn, thì 30 chàng trai phải làm một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nếu các bạn có cảm mến với Hà Nguyễn, ngay lập tức sau 30 giây suy nghĩ, các bạn hãy lựa chọn đăng nhập bằng cách giơ trái tim màu xanh lên để tiếp tục chặng đường có cơ hội tìm hiểu Hà Nguyễn. Còn nếu như các bạn không muốn tìm hiểu Hà Nguyễn nữa, với những gì vừa được nghe, vừa được chia sẻ từ gia đình, các bạn có quyền không giơ gì cả. Vậy thì liệu rằng với những thông tin vừa rồi, 30 chàng trai của chúng ta quyết định ra sao? Và bây giờ bắt đầu đến những phần hấp dẫn của Đăng Nhập Trái Tim. Và chỉ riêng có ở Đăng Nhập Trái Tim, 30 chàng trai bên kia chỉ với 30 giây phải đưa ra quyết định. Với những thông tin ít ỏi vừa rồi, khách
các bạn phải lựa chọn thăng nhập để tìm hiểu theo cảm tính của mình. Hoặc các bạn lựa chọn thăng xuất nếu các bạn nghĩ rằng đây là cô gái không phù hợp với mình dựa vào những thông tin từ nãy đến giờ. Nếu đồng ý đăng nhập, các bạn vui lòng giơ bảng trái tim màu xanh lên. Còn nếu không, các bạn không cần làm gì hết. Ngay bây giờ, 30 giây dành cho 30 chàng trai độc thân. Bắt đầu! Thời gian đã hết. Liệu rằng đăng xuất và đăng nhập tỷ lệ là bao nhiêu? Xin mời! Thưa quý vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24 chàng trai đã quyết định đăng nhập. Xin chúc mừng 24 chàng trai. Hà ơi, 30 mà tỷ lệ chọi trên lệch quá. Chỉ có 6 đăng xuất thôi. Dạ vâng. 24 đăng nhập. 24 người thì có đủ cho mình lựa không em hả? Cái này là lựa dần dần anh. Lựa dần dần đúng không? Dạ đúng. Bình rồi. Thường mình lẻ loi bên nhà của mình, tự nhiên bữa nay có tới 24 phiên bản để mình lựa. Dạ. Nhưng 24 chàng trai đăng nhập này, ngay bây giờ chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên bằng hệ thống và chỉ có 10 chàng trai may mắn nhất được đăng nhập chính thức vào vị trí chính mà thôi. Tiếc không? Có thể 10 người đó là cái khả năng chọn của mình đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn. Vậy thì chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem hệ thống của chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 10 chàng trai may mắn nào trong 24 chàng trai vừa đăng nhập để xuất hiện ở vị trí đăng nhập chính thức. Và bây giờ hãy xem có những chàng trai đã vừa đăng nhập. Để có thể tìm hiểu thêm thì chương trình sẽ lựa chọn ra ngẫu nhiên 10 chàng trai may mắn nhất bước vào vị trí chính thức để đến với những vòng cực kỳ gay cấn của đăng nhập trái tim. Và hãy xem 10 chàng trai may mắn đó là ai. Mời hệ thống làm việc. Thưa quý vị, tín hiệu lựa chọn ngẫu nhiên đã có. Và đó là những chàng trai đang sở hữu các con số máy. Xin mời. Chúc mừng số 2 và 29. Tiếp theo xin chúc mừng số 5 và 25. Tiếp theo 7 và 23. Tiếp theo 11 và 24. Còn lại số 9 và số 13. Chúc mừng các bạn. Ngay bây giờ xin mời 10 chàng trai may mắn nhất của chúng ta vào vị trí chính thức nào. Các chàng trai còn lại, mời các bạn về vị trí hàng ghế để theo dõi chương trình hôm nay. Thưa quý vị, các chàng trai may mắn nhất của chúng ta đã lộ diện chỉ có 10 chàng trai thôi. Để xem lần lượt 10 chàng trai có duyên nhất với em được chương trình lựa chọn ngẫu nhiên đó là ai. Xin mời chàng trai đầu tiên giới thiệu về mình. Em tên là Phan Hiếu, em là ca sĩ, hiện em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em sẽ hát một cái bài nằm trong album của em đã phát hành, ca khúc được mang tên Sóng Gió Để Anh Lo. Hạnh phúc giản đơn với anh chỉ cần nhìn thấy. Em vẫn luôn cười mỗi sớm mai. Hạnh phúc đơn giản chẳng mong cao sang quyền quý. Sóng gió lặng, anh chẳng mong gì hơn. Nhưng lúc em buồn, không thể làm gì khác hơn. Chỉ biết lắng nghe sẽ chia cùng em. Nhưng lúc em cười, chẳng điều gì hạnh phúc nhất. Với anh tất cả đơn giản chỉ vậy thôi. Cảm ơn. Chỉ vậy thôi thưa quý vị và các bạn. Chỉ vậy thôi. Cuộc sống đơn giản chỉ cần như thế là đủ. Cảm ơn Phan Hiếu rất là nhiều. Chàng trai kế bên. Em tên là Bảo Trung. Em đang học tập và làm việc ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thật tình cờ là em cũng là một người con của Đắk Lắk. Nhất cự ly nhì tốc độ. Phải không? Dạ. Em tên là Nguyễn Tấn Văn. Em hiện tại đang là ca sĩ tự do. Ngoài ra em có kinh doanh thêm. Đó là kinh doanh thú cưng. Em xin tự giới thiệu, em là Hin Bùi. Công việc chính của em là kinh doanh lĩnh vực là du lịch và phát triển thị trường du lịch tại Việt Nam. Anh tên là Trần Thịnh Cường, hiện tại thì đang làm thiết kế đồ họa và nhiếp ảnh. Thì đến đây cũng xin hát tặng em một câu ngắn thôi.
luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Em xin gửi một lời chào thân thương nhất tới bạn Thu Hà. Trời ơi, thân thương nhất mới chịu. Dạ. Em tên là Đức Dũng, hiện tại thì em đang là huấn luyện viên võ thuật kiêm trợ lý cascader võ điện ảnh. Em là Hoàng Quốc Anh, hiện tại em đang là nhân viên nhân sự của một công ty bất động sản. Và bên cạnh đó thì em cũng là cổ phần nhỏ nhỏ của một cái quán cà phê acoustic. Thì ở đó thì em là người trình diễn vào mỗi tối khi lên nhạc ạ. Mời bạn tiếp theo. Bởi vì cô đơn quá lâu, chẳng phải để lâu hơn nữa đâu. Đã đến lúc trái tim cần được rung động, nên hôm nay anh tới đây. Anh muốn đăng nhập vào trái tim của em. Dạ, em tên là Trương Xuân Huy, năm nay em 21 tuổi. Em sinh ra và lớn tại Bắc Giang. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Dạ, em xin chào anh MC ạ. Em chào đại gia đình của cô nữ chính ạ. Và em chào nữ chính ạ. Thì là hiện tại thì là em đang làm được gọi là bán hàng online và quản lý nhà hàng ạ. Mình dạ. Bán cái gì online vậy em? Dạ, dạ em bán đồ ăn vặt ạ. Đồ ăn dạ. Vặt? Dạ, món gì ngon nhất ở cái shop em vậy? Ví dụ như là khô bò ở đây anh, hoặc là đặc sản của em đó chính là ca cao Đắk Lắk. Đón em đến với chị. Dạ. Xin chào anh MC dễ thương. Xin chào gia đình của bé Hà. Xin chào bé Hà. Anh tên đầy đủ là Trần Thanh Nghĩa. Năm nay anh 30 tuổi. Công việc hiện tại của anh là chuyên viên tư vấn. Để tới đây gặp em thì anh đã bị mắc mưa 2 lần. Hiện giờ áo anh vẫn còn đang ướt. Em có thể kiểm chứng điều đó, lát nữa anh cho em sờ thử. Các chàng trai thừa sức hiểu, con gái thì hay yêu bằng tay, đúng không? Cho nên nãy giờ các ông tung chiêu dữ lắm. Nhưng liệu rằng đến vòng quan trọng đầu tiên, ngay sau đây thì điều đó có còn hay không? Thưa quý vị, vòng 1 của chương trình mang tên Bí mật động trời xin được bắt đầu. Hãy cùng xem bí mật động trời của Hà Nguyễn mang đến đăng nhập trái tim là gì. Xin mời. Thưa quý vị, chiếc rương này luôn luôn ẩn chứa những điều bí mật của đăng nhập trái tim. Và đó luôn là những điều bí mật khó nói. Chúng ta cùng xem với Hà Nguyễn. Một cô gái vừa xinh đẹp, kinh doanh giỏi giang, có một gia đình bề thế. Liệu rằng bí mật nằm trong chiếc rương này là gì? Phương Hiếu sẽ được phép mở ngay bây giờ. Cùng xem nha. Và đó là bánh tráng ạ. Thưa quý vị, một dĩa bánh tráng rất là quen thuộc với chúng ta, lại đại diện cho một bí mật động trời của Hà Nguyễn. Rõ ràng là một đánh đố với tất cả chúng ta. Các bạn nên nhớ đây là bí mật mà Hà Nguyễn e ngại, không muốn tiết lộ, chỉ dành cho những người đàn ông chân thành nhất của đời mình. Theo các bạn đoán, bí mật động trời này là gì? Xin mời bạn 29. Theo em nghĩ, đây có thể là tính cách của bạn. Như mọi người đang nói là con gái sáng nắng chiều mưa, bữa trưa giông bão. Nhưng đối với em đó không phải là một cái mặt động trời. Cái mặt động trời ở đây, bánh tráng, giòn, dễ vỡ. Thì em nghĩ có thể tâm hồn của Hà dễ tổn thương hoặc đã từng trải qua rất nhiều tổn thương. Đừng nên tổn thương Hà một lần nào nữa. Bí mật động trời, đó chính là những tổn thương. Liệu rằng Hà có giấu tổn thương sau những lớp bánh tráng hay không? Còn ai có quan điểm nào khác nữa không? Theo cái góc nhìn riêng của em thì loại bánh tráng này ngoài cho em nó còn có một tên gọi khác. Đó là bánh đa. Bánh đa. Khi em thấy cái bánh tráng em sẽ liên tưởng một điều. Đây có phải là một người con gái đa tình hay không? Đa nhân cách hay không? Thì theo em, nếu như là một người con gái đa tình, có thể yêu một lúc nhiều người. Đàn ông đa tình thì được, con gái mà đa tình thì là bí mật động trời. Vâng, dạ. Đó là những suy nghĩ của các bạn. Nhưng tôi e rằng nó ẩn chứa trong chiếc bánh tráng này một điều kinh khủng hơn. Và để xem, chính Hà Nguyễn sẽ là người gợi mở cho tất cả chúng ta. Tôi sẽ mang trả lại cho Hà Nguyễn. Anh gửi trả bí mật cho em. Cảm ơn. Ngay bây giờ là lúc Hà Nguyễn dùng một câu duy nhất để nói lên bí mật động trời của mình là gì. Em là người sống hai mặt. Wow. Thưa quý vị,
Một cô nàng làm kinh doanh, xinh đẹp và mang đến bí mật động trời của mình là người sống hai mặt. Liệu rằng sau khi nghe bí mật động trời này thì 10 chàng trai đang đứng trên kia có suy nghĩ gì? Các bạn sẽ đưa ra lựa chọn của mình bằng cách sau 30 giây suy nghĩ. Nếu ai tiếp tục lựa chọn quyết định đăng nhập để tìm kiếm cơ hội tìm hiểu Hà Nguyễn, các bạn hãy giơ lên bàn trái tim màu xanh. Còn nếu như các bạn e ngại với một cô gái sống hai mặt, hãy mạnh dạn đăng xuống và giơ lên trái tim màu đỏ. 30 giây dành cho các bạn, bắt đầu. Thời gian đã hết và quyết định đăng xuất và đăng nhập của các bạn đó là... Thưa quý vị, trong 10 chàng trai, 8 chàng trai đã quyết định đăng nhập và chỉ có 2 chàng trai đăng xuất. Xin mời 2 chàng trai đăng xuất bước ra sân khấu. Rõ ràng là khi chúng ta nghe về một cô gái sống hai mặt hay là bất kỳ ai sống hai mặt, chúng ta cũng đều quan ngại. Tôi mới biết lý do chính xác nhất của các bạn đưa ra quyết định đăng xuất sau khi nghe được bí mật động trời của Hà Nguyễn đó là gì. Mời chàng trai 24. Đối với em thì tình yêu thì chỉ có một mặt thôi. Mời chàng trai 29. Lý do mình đăng xuất đó là trước đây mình đã từng đến với một người hai mặt, cả trong tình yêu lẫn trong cuộc sống. Có thể đó là một cái nhìn gọi là một chiều mà thôi, thì cảm thấy lo lắng nếu mình tiếp tục đăng nhập, nhỡ đâu có một cái mối quan hệ tiến đến sau này thì nó lại đi vào cái vết xe đổ mà em đã từng gặp phải trước đây. Thì đó là một cái quan ngại đối với bản thân em và nó cũng nằm ở quan điểm cá nhân nữa. Cái nhịp đầu tiên giữa em và bạn đã không cùng nhịp thì nên em nghĩ là mình nên dừng lại tại đây và tìm kiếm những cơ hội khác. Ngay bây giờ chúng ta cùng xem Hà Nguyễn sẽ giải thích trọn vẹn bí mật động trời của mình là gì. Mời Hà Nguyễn. Cái sống hai mặt của em đó là có một thời điểm chính những cái áp lực từ biến cố gia đình, từ những cái xung quanh mình xảy ra, mình bản thân mình không còn tin tưởng và mình đề phòng với tất cả mọi thứ. Và có những cái gọi là cái sự tin tưởng của em không có thể chia sẻ, câu chuyện của em không thể chia sẻ cho ai hết. Và có giai đoạn em rơi vào tình trạng đó là trầm cảm. Có thể là đây là lần đầu tiên mà em nói ra cái điều đó. Cái lúc em bị trầm cảm, em phải sống giống như là bình thường mình đi làm, mình đi học. Ai cũng nghĩ mình là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng mà chỉ cần không gặp một ai đó thôi là em sẽ rơi vào cái tình trạng đó. Và giống như lúc đó mình trở lên rất là kỳ dị. Mình ghét tất cả mọi thứ. Càng những lời nói hay, càng những lời nói đẹp thì càng ghét. Bởi vì mình thấy được trong gia đình của mình cũng là người như vậy. Cũng là nói được nhưng không làm được. Thấy những người xung quanh của mình cũng có những người như vậy. Và dần dần thật sự là em kiểu như mình mất niềm tin rất là lớn. Nên kết thúc thời điểm bị trầm cảm đó là em phải là người tự bản thân. Tại vì mình đã tự lập rồi mà mình còn mang cái áp lực đó cho gia đình của mình. Mình chia sẻ cái đó cho những người thân của mình á, thì cũng không giải quyết được gì cả hết. Do em suy nghĩ quá nhiều về cái việc đó, em nghĩ là mình không thể đưa cái áp lực đó mình chia sẻ cho gia đình của mình hay chia sẻ cho cái người bạn thân của mình được. Mà bản thân mình phải cố gắng làm sao thoát được cái điều đó. Dần dần thì em ra ngoài, em muốn làm nhiều việc hơn, em muốn trải nghiệm nhiều công việc hơn. Ngoài cái việc kinh doanh ra thì em luôn luôn tiếp xúc với nhiều người trong những chuyên ngành khác nhau để hiểu được tính chất công việc của họ, để hiểu được hoàn cảnh của họ. Hay có những lúc là em ra ngoài đường á, em gặp những người ở ngoài á, không quen không biết, nhưng em cố gắng làm sao đó thân, gọi là mình thân thiết và mình vui vẻ để mình hòa đồng và mình biết được câu chuyện của họ. Anh đồng cảm với Hà Nguyễn, tại vì rõ ràng những ai mà từng rơi vào những trạng thái hoặc là hoàn cảnh gia đình không suôn sẻ và rơi vào trạng thái trầm cảm, chúng ta hay trang bị cho mình một bộ mặt khác để đối mặt với đời. Chính xác. Giấu đi cái cảm xúc thật của mình. Cho nên Hà lựa chọn sống hai mặt là như vậy. Sau khi nghe câu chuyện của Hà Nguyễn, hai bạn cảm thấy như thế nào? Và có quyết định đăng nhập trở lại hay không? Sau khi nghe câu chuyện của Hà Nguyễn thì em có hiểu một phần nào đấy về bản thân của Hà.
Nhưng mà đối với em thì tình yêu thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Mình cảm thấy không tin tưởng nữa thì em nghĩ là em sẽ không có thể nào mà tiếp tục. Bạn số 29. Khi nghe câu chuyện của Hà thì em thấy mình trong đó. Em có một sự đồng cảm nhất định với Hà. Nhưng em muốn dành cho Hà một lời khuyên. Khi mà nhìn thấy một cô gái mà bề ngoài tuy là xinh đẹp nhưng mà có một cái cá tính cũng như là một cái nội tâm nó quá là phức tạp. Mình nghĩ bạn nên mở lòng ra đón nhận nhiều thứ hơn. Chàng trai à, bạn có mong muốn đăng nhập trở lại hay không? Một khi em đã quyết định rồi thì em sẽ không đăng nhập trở lại. Vâng, và như vậy chúng ta cùng chào tạm biệt hai chàng trai số 29 và 24 tại đây. Cảm ơn các bạn đã... Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.